Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tiền UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người thứ ba. Trong cái trường hợp là người phụ nữ này đang có gia đình, chồng con định cư ở nước ngoài và cũng yêu một người đàn ông ở chỗ làm, gọi là làm sếp của cô ấy. Trong cái tình huống này thì bản thân người phụ nữ này đã có ý chủ động tấn công ông sếp nha. Anh ấy là một người đàn ông tốt, người thứ ba này nhận xét là như vậy. Nhưng mà cô ấy cố tình tấn công để mà yêu người đàn ông đó. Bạn thấy oan trái không? Tấn công người đàn ông đó để mà yêu họ. Và rồi khi mà cô ấy đã yêu say, yêu đắm, và suy nghĩ qua, suy nghĩ lại, vẫn thấy là mình không thể bỏ chồng, mà anh kia cũng không bỏ vợ, nên là cô ấy mới quyết định là sẽ chia tay. Thì khi mà quyết định chia tay thì người đàn ông kia cũng và chấp nhận, không có liên lạc với cô ấy nữa, chỉ có liên hệ công việc qua email thôi, khiến cho cô này rất là buồn. Bởi vậy nên cô luôn luôn thắc mắc là không biết là cô ấy yêu ai nhiều hơn. Cô ấy đang cân não. Chồng cô ấy thì rất tốt với cô ấy. Vậy thì cô ấy phải làm sao trong tình huống này đây? Đây là phần tư vấn của mình dành cho nữ thần chủ là người thứ ba này. Xét đến cái vấn đề mà em thường xuyên có những cái khúc mắc với gia đình nhà chồng, thì điều đầu tiên em phải xem lại xem cái cách hành xử và cách nói năng của em có phạm phải những cái lỗi nào đó hay không. Đối với em là một người phụ nữ miền Nam, gia đình sống thoáng, nó sẽ khác hoàn toàn với một gia đình người Trung, mà họ có cái nề nếp và khuôn mẫu của từng gia đình khác biệt. Ở nơi đông người mà lại nơi đó là người phía nhà chồng nhiều, thì em cái cách hành xử tốt nhất là im lặng, không lên tiếng. Trong khi đó em lại là cái người lên tiếng không đúng lúc. Và chồng của em cũng không là cái người biết cách mà dạy em nữa. Thay vì biết cái tính của em nó sồn sồn như vậy, thì chồng của em trước khi mà bước vào cuộc họp gia đình thì chồng của em phải nhắc em là: em ơi, cái lúc này họp gia đình em cẩn trọng nhé, đừng có nói gì hết, mình chỉ nghe thôi. Nếu mà nói được như vậy thì có thể là em đã bớt gặp phải những sai lầm. Trong cái chuyện gia đình người ta chia tài sản, cái tài sản đó không phải của em, cái tài sản đó em không hề đóng góp, và cái tài sản đó em không hề được chia. Vậy thì hà cớ gì em mở miệng để mà nói? Con ruột của người ta không nói, chủ tài sản nó không nói, em là ai mà nói những cái điều mà người ta cảm thấy không có nghe lọt lỗ tai? Tuy rằng cái lời nói của em không có tranh giành tài sản, nhưng mà họ đâu có cần em lên tiếng. Cái lúc này em lên tiếng là em bậy, em sai. Em đã không uốn lưỡi 7 lần trước khi em nói. Và người ta không cần nghe cái ý kiến của em. Nếu cần người ta đã hỏi ý kiến em rồi, đúng không? Em trong trường hợp này chị không có bênh, nhưng mà em sai. Trong một trường hợp khác, ba chồng của em nói với chồng của em rằng chính em là người cướp anh ấy ra khỏi gia đình, không còn quan tâm yêu thương gia đình nữa. Vậy thì cái câu nói này được hiểu trong hoàn cảnh nào? Nếu mà ba chồng em nói với một cách mà vu vơ, giận hờn, có nghĩa là người già người ta cũng có lúc nói: cái thằng con tôi á, từ khi mà nó lấy vợ, vợ nó cướp con đi mất, tôi buồn mà tôi thấy tủi tủi hay sao đó. Thì người đàn ông đó là ba chồng của em á, ông chỉ hờn giận vu vơ, ông nói vậy để cho em xoa dịu thôi. Lúc đó là cái lúc mà em cần lên tiếng, nhưng em lại không mở được cái miệng ra nói những cái lời hay ý đẹp. Em phải nói như thế này nè: ba ơi, con biết ba là yêu thương má, mà má hả mất rồi mà ba còn muốn chết theo má, thì ba thương má như thế nào thì con cũng thương chồng con bấy nhiêu. Bây giờ con hả đến với chồng con là có duyên nợ, thì con cũng muốn gắn bó cuộc đời với chồng của con. Con cũng đâu có cướp cái gì đâu. Đó, con yêu thương ảnh thì con chỉ là thay ba chăm sóc ảnh mà thôi. Ba nói vậy là ba có thấy tội nghiệp cho con không? Đó, mình cũng nói mà nhõng nhẽo như vậy, mà nói từ từ thôi. Tại vì em còn trẻ, em có thể nhõng nhẽo được mà. Em nói: ba ơi, ba nói vậy có phải là ba thiên vị không ba? Con cũng bị cướp vậy ạ? Đó, em nói như vậy thì có phải là cái không khí đó nó nhẹ xuống không? Cái lúc mà em cần mở mồm ra nói thì em không mở miệng ra nói. Cái lúc mà em không cần nói thì em lại nói ào ào. Em sai ở chỗ này chứ không phải là người ta sai. Nên là em đừng có nghĩ rằng người ta ghét em một cách vô lý em nha.
em phải kiểm chứng lại cái hành động của mình, em phải rút kinh nghiệm những cái lần sai đó, mà em phải mạnh dạn xin lỗi ba chồng em, thì em mới là cái người khôn. Em nói rằng em làm tất cả những cái điều đó mà không được người ta công nhận, bởi vì cách làm của em nó không phù hợp với họ, khiến cho họ không tiếp nhận được những cái thái độ hành động của em. Còn nếu mà biết mình là cái người ăn nói vô duyên, là cái người mà ăn nói không có suy nghĩ chín chắn, thì đến cha nhà, đến nhà cha mẹ chồng á, là ngậm ngay cháy tắc vào mồm, ngậm ngay những cái hạt xí muội vào miệng á, rồi nói rằng con bị sưng vòm họng, không có nói chuyện được, nói hua hua vậy, thì người ta không có nói chuyện với mình ha. Ở nhà chồng có vài ngày thôi mà ăn nói vô duyên, bị gia đình chồng ghét, bị gia đình chồng xỉa sói, người này nói tới nói lui làm cho em bực mình, thì mình hạn chế cái việc đó bằng cái việc là bớt nói đi, cho nó bớt bị khẩu nghiệp và ác nghiệp. Mình đã biết mình không giỏi ăn nói rồi thì chớ nên nói bậy nói bừa, hiểu không em? Mình phải xem lại mình trước khi mình xem mình tức người ta vì người ta không thích mình em nhé. Với chồng của em á, thì em cũng không nên đay nghiến anh ấy, bởi vì anh ấy đứng ở cửa giữa rất là khó xử, bởi vì vợ của mình sai mà mình lại không biết dạy. Mà người chồng này đúng thiệt là cũng hiền quá đi, thương em quá đi, mà cũng không có khéo. Chính vì vậy là em cũng lấn lướt và em cũng phát triển một cách rất là tự do. Em phải hiểu được rằng gia đình của em nó xòe xòa dễ dãi theo cái kiểu người miền Nam. Không có nghĩa là gia đình em không giáo dục tốt, nhưng mà gia đình của em rất là dễ bỏ qua, bởi vì họ biết em, họ không có chấp. Nhưng mà em đứng trước gia đình chồng thì cả ngàn con mắt chiếu vào em. Em phải giữ ý tứ trong cái lúc đó. Chỉ có mấy ngày bên cạnh nhà chồng thôi mà em còn không diễn tốt cái vai là người vợ yêu thương chồng, yêu thương con, thì em quá dở đúng không nào? Cái điều này em phải cần lưu ý nhé. Cái vấn đề mà em cảm thấy tức giận khi bị chỉ trích thì em phải làm sao đúng không? Thì em đừng có cái thái độ bất mãn với người ta hoài. Em phải tự kiểm điểm chính mình, xem mình đúng và sai ở đâu để mình sửa. Nếu mình sai mình phải nhận lỗi em. Đó. Đừng bất mãn với người khác, bởi vì chính cái điều đó sẽ làm cho em bị khổ đau. Em hãy dùng cái sự chân thành của mình và cái thái độ ôn hòa để bày tỏ những cái nỗi oan ức của mình và cái sự bất mãn của bản thân. Có như vậy thì cha chồng của em và người khác mới có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng. Ví dụ như có những lúc mà em với ba chồng em ở riêng đó, em đến em nói rằng ba ơi, con có lỡ lời, con nói chuyện không có được khéo được khôn. Anh chồng của con cũng dạy con rồi, nhưng mà con cũng chưa có phải là cái người mà suy nghĩ được thấu đáo, nên là con đã làm cho ba rất là buồn lòng, con xin lỗi ba. Chỉ cần em nói được cái điều đó thôi, là không có người cha chồng nào mà chấp nhất một cái người con dâu mà biết nói cái lời ôn hòa như vậy hết. Người ta đâu có đố kỵ với em. Người ta nói những cái lời như vậy thì mình phải biết ứng xử sao cho nó phù hợp. Đằng này em không biết ứng xử mà em lại gom những cái điều đó về và suy nghĩ nó một cách tiêu cực, khiến cho cái mối quan hệ giữa gia đình chồng em và cha chồng, mọi người trong gia đình nó đều xào xáo lên. Xào xáo hay không là ở nơi em. Em phải là cái người kiểm soát control tốt cái việc này. Em nên học lại cái cách giao tiếp với những người lớn tuổi em nha. Còn về phía chồng em á, yêu em quá hóa em hư á, thì tôi khẳng định rằng cái điều này là đúng đấy. Tại vì em biết sao, tôi đã tư vấn cho những nữ thân chủ mà ngoại tình á, tôi đều thấy rằng người đàn ông đó rất là thương vợ. Giặt đồ này, chăm con này, nấu ăn này, thương vợ đủ điều, mà người đàn bà đó lại hư, lại ngoại tình. Trong khi đó tôi hỏi những nữ thân chủ là người thứ ba đi ngoại tình á, là chồng của chị có ngoại tình không? Thì người ta nói không, chồng tôi không ngoại tình, mà chỉ có tôi ngoại tình thôi. Mà anh chồng còn không biết là vợ ngoại tình luôn luôn đánh giá cao, khen vợ trước mặt mọi người. Chính cái điều đó làm cho người thứ ba ngoại tình xấu hổ, vì chồng không biết là tôi rất là xấu đó. Vậy mà ngoại tình đó em. Khi mà một người phụ nữ được chồng yêu thương quá, được sống trong sự sung sướng hạnh phúc quá, người ta cũng nói có một cái câu là sướng quá hóa điên đó em. Không biết trân trọng những cái gì mình có, mà trong khi đó cứ ngấp ngó những cái khó thuộc về mình, cứ muốn lấy những cái vì sao trên trời, mà trong khi đó không hiểu rằng mình đang đứng ở mặt đất, sống ảo tưởng. Đó, nhiều người cứ tưởng mình xinh đẹp, ảo tưởng, mộng mơ. Nếu mà đẹp thì đã là hoa hậu rồi. Mà có nhiều người phụ nữ đẹp á, mà cái não á, không được thông minh á, toàn làm ở trong cái ngành bậy bạ không. Em hiểu không?
Chính vì vậy mình đừng có ảo tưởng và cho rằng mình là người phụ nữ đẹp. Người phụ nữ đẹp á, nó phải căn cứ vào vóc dáng này, cách cư xử này, cách sống này, cách người ta thể hiện với cuộc đời nữa. Chứ không phải là người phụ nữ đẹp là chỉ cần có cái mặt đẹp không thôi, trôi hết lớp phấn là xấu quắc, hoặc là đi phẫu thuật. Cái đó là sự giả tạo em nha. Còn bây giờ em đang vướng mắc phải một vấn đề là em cân não xem là em yêu ai nhiều hơn. Thưa với em rằng em không cần phải làm những cái việc vô ích như vậy. Vì sao? Vì anh chàng kia chỉ xem em là một món rau sạch để mà ăn tráng miệng, gọi là trà xanh không độ, uống giải khát cho nó thỏa cơn. Khi mà em đề nghị chia tay, anh ta cũng đâu có van xin em đâu. Ở luôn, rồi cũng chẳng thèm liên hệ với em nữa. Em viết mail thì anh ta trả lời, anh ta cũng chẳng hẹn em nữa. Em thấy không? Chính em đi chinh phục anh ta, dâng hiến cho anh ta. Cái khả năng dâng hiến của em quá cao, khiến cho anh ta cũng đớp luôn. Miếng mỡ là em nhét vào miệng con mèo, bắt con mèo ăn. Ui, con mèo đó dù có mù cũng ăn chứ em. Đó, chính vì vậy mà khi thấy cái thái độ của anh ta hoàn toàn làm ngơ sau khi mà em quyết định chia tay, khiến cho em bị sốc. Em bị sốc vì em nghĩ rằng anh ta sẽ yêu em, sẽ thương em, sẽ lo lắng cho em, hoặc là muốn em như thế nào đó. Nhưng ai dè đâu anh ta thản nhiên, cuối cùng là em bị sốc ngược, đúng không? Nên cái việc mà em yêu ai, em đang cân não, đó là cái điều em đừng có suy nghĩ nữa. Bởi vì anh ta có yêu em đâu mà em phải nghĩ là em yêu ai. Em yêu anh ta nhiều, anh ta cũng không bỏ vợ để lấy em, đúng không nào? Vậy em cân não làm gì? Em làm cái chuyện vô ích, không có ý nghĩa. Ủa, em cân não, em thấy em yêu cái anh người này, người tình này nhiều hơn. Ủa, anh người tình anh không bỏ vợ, anh cũng chẳng lấy em. Ủa, em cân não làm chi vậy? Em rảnh rỗi quá, sinh ra nông nổi, em thấy không? Làm cái điều vô nghĩa, vô ích, phí phạm thật già. Còn chồng em á, tốt với em, yêu thương em á, thì em đi cắm sừng cho anh ta. Đó, chồng em á, mà biết rằng em ngoại tình á, anh ta cũng sẽ bỏ em. Lúc đó có phải là em mất trắng không? Người tình cũng chẳng lấy em, chồng em thì bỏ em. Em bơ vơ đứng giữa đường. Vậy thì có phải là những cái lời mà gia đình chồng của em xỉa về em, nói chồng em là hoàn toàn đúng không? Đó, cái vấn đề này em phải nhìn nhận là họ không có nhìn sai người. Họ biết là cái con người, cái kiểu cách tính như em thì nó sẽ như vậy, em hiểu không? Người ta sống lâu, người ta khôn lắm, người ta hiểu chuyện lắm, người ta nhìn vào sự việc là người ta có thể phán đoán chính xác đến 70-80% rồi em. Nên là em phải điều chỉnh lại chính bản thân em. Em hãy tỉnh ngộ và thức tỉnh trước khi chồng em phát hiện ra cái chuyện em ngoại tình. Thì lúc đó em hết còn có cái cửa quay về, cái cơ hội quay về với những tháng ngày sống bên cạnh người đàn ông là chồng yêu thương em sẽ không còn mở lối cho em nữa. Lương tri của em bị đánh thức khi mà em thấy đó, chồng em gặp tai nạn mà chồng em lo cho em, thương cho em, còn nói là bây giờ anh sợ tai nạn rồi anh không đi được, rồi anh bị liệt, rồi làm khổ cho vợ con, rồi ai lo cho vợ con anh đây. Chính cái câu nói của chồng em mà đánh thức em, làm cho lương tri của em bừng tỉnh. Em thấy không? Một người đàn ông thương em như vậy, lo nấu ăn cho em, cái gì anh ta cũng làm sẵn cho em ấy, em không phải làm cái gì hết. Vậy mà em không biết trân trọng, mà lại chạy theo cái dục vọng của bản thân, chạy theo cái bản ngã của mình để chinh phục một người đàn ông nghiêm túc, giỏi giang là sếp của mình. Để làm gì? Để thỏa mãn cái tức, để thỏa mãn là những cái điều mà em ham muốn. Em nghĩ rằng em tấn công người ta, cái người ta bỏ vợ để lấy em sao? Cái gì không phải của em chiếm đâu có được. Đừng có đưa cái sự ngã mạn của mình vào những cái sai lầm mà em bị dính mắc ở chính cái sự ngã mạn của mình. Em đẹp nhưng mà em không khôn thì nó sẽ dồn em đến vào những cái sự dại dột. Có nhiều người đẹp mà đâu có khôn đâu em, toàn làm những cái chuyện mà dại không à. Đó, có phải là qua cái bài học này em nên rút ra cho mình một cái cách sống khác không? Sống với gia đình chồng phải hòa nhã, phải hạ mình xuống, đừng có nghĩ là mình đẹp, mình đẳng đẳng ha? Không nên. Đó, với chồng em cũng phải trân trọng, đừng có nghĩ rằng người đàn ông này tốt, người đàn ông kia không tốt. Nhân duyên không phải là cái điều mà em nghĩ và muốn là được. Khi chồng của em còn đang ở bên cạnh em mà em không trân trọng, đến khi người đàn ông đó có được một người đàn bà khác tốt hơn bên cạnh họ, yêu thương, lắng nghe, chia sẻ, họ sẽ ngã về phía người đàn bà đó. Lúc đó có phải em lại phải chạy đuổi theo chồng em để giữ chân chồng em lại không? Hãy sáng suốt thông minh trước khi mọi điều nó xảy ra một cái hướng tồi tệ mà em không thể kiểm soát được. Em yêu ai
hay là ai yêu em hãy nhìn vào thực tế, đừng có sống ảo. Nhan sắc của em tuy là có đấy, nhưng mà cái nhan sắc đó nó có làm cho em được hạnh phúc không? Hay là cái nhan sắc đó làm cho em rơi vào tội lỗi và lầm lạc? Nếu em đẹp, em phải làm được điều gì đó tốt đẹp cho bản thân em chứ. Là em giữ được gia đình hạnh phúc này, nuôi dạy con cái tốt này, sống bên cạnh chồng một cách hiền lương, đúng cái vai trò làm vợ. Đó mới là điều mang đến hạnh phúc cho em thật sự. Chứ không phải là em đứng núi này, em ngóng núi khác và em luôn muốn người khác phải tốt với em, trong khi đó bản thân em sai lầm đầy người. Đây là cái phần tư vấn dành cho em, để cho em có thể thay đổi được bản thân, nhìn nhận ra những cái điều mà mình đã từng sai trái trong quá khứ, để chỉnh sửa chính bản thân em, thì em sẽ có được tất cả những cái niềm vui, hạnh phúc và cái sự yêu mến của gia đình nhà chồng em nhé. Rất là cảm ơn em đã tìm đến với Sóng Tình Yêu GB để nhận được cái phần tư vấn của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.